thơm 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 chưa, thơm chưa? À, thơm lắm các bạn ơi. Nhỏ thơm á, thơm mùi xả nè, lá chanh nè, à, mùi lá chanh với mùi cây cây mùi ớt nè các bạn. Từng cho bố nó đây là bãi con gà. Ôi lượt bãi con gà lỡ không chịu lượt. Đó mấy bạn ơi, rất là ngon luôn nha. Mấy chục con rồi, cẩn cảnh mà. Bạn nha, mấy bạn nha. Này cái đùi gà nè của người ta. Mà cả nhà cùng thưởng thức gà thương mưu cho mình á. Ngon không? Chẳng vào anh đây. Hi, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người, quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Bình Kim Vlog nha. Các bạn ơi, video hôm nay mình sẽ làm cái clip là ăn mừng một kênh YouTube của mình đủ 1.000 người đăng ký nha các bạn. Hôm nay cả team mình ra ngoài mà đi ngoài ruộng các bạn. Làm món gà nướng với ớt siêu cay để mình đại cả nhà cùng ăn mừng với mình nha. Mình cũng xin rất chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn 1.090 người đã đăng ký kênh mình. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ mình xin mời quý vị và các bạn theo chân mình xuống ruộng để thưởng thức món gà nướng với ớt cùng với anh em mình nha. Mời các bạn cùng theo dõi cái clip của mình nha. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn.
lá chanh. Gà nướng muối ớt cộng với lá chanh nhá. Mình sẽ đập xả các bạn. Đập. Quay xả, cô đập. Quay đó quay á. Quay từ từ. Mồm nha. Quay em sẽ mọt rồi luôn á. Rồi, lật rồi. Chuyện luôn á. Hiền. Ế. Bạn thấy ế không ạ? Ngày nay mình cắt lật rồi nha. Lật rồi các bạn. Sẽ đeo bột ngọt. Tiếp theo là score. Tiếp theo là được các bạn. Rồi mọt này được khá mọt rồi. Không, mà mọt nữa. Mọt này mình lặt mọt nha. Lặt mọt này mình nhớ. Mình nhớ mọt nữa hả? Lấy than lắc muỗng này. Nó muốn chỉ than này bạn. Cái nhóm đặt ở lúc không rửa nha. Đập đấy đập than á. Đập luôn đó. Ở coi bạn ấy đặt. Bây giờ mình sẽ ướp cà nha các bạn. Mình vừa tay thật đấy các bạn ơi. Cho muối ớt ướp rồi cho gà nó tắm nước nè với lá chanh xả kìa vô luôn rồi ôm chưa mẹ ta chơi mày cành nó nha. Trong ngày mình nấu khoảng 15-20 phút mình mới nướng nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi than sẽ chín gì ăn, gì uống, chín gì chín toàn ngoài động cửa của mình. Bạn thấy không thấy cái chuyện nào không ạ? Chuyện nào? Chuyện nào? Vậy người comment ta gọi sao vậy? Chui nẹp gọi sao nữa? Chui nẹp gọi sao nữa? Hiện tại có tiếng gì? Hiện tại là pháo. Thì người comment kêu là cái địch mòn á. Chị có ai không chị? Thôi xong rồi các bạn. Đây. Cái đầu. Chụp hình đấy coi. Đã thêm hộp chụp hình mới. Tả. Cánh. Bị phim hồi cánh à. Mỗi bì. Rồi. Còn đã thêm chụp hình mới. Cánh chụp lòng tiết. Hai anh làm gì vậy? Chặt đơn chết. Thank you.
Phụ tầm chê coi nè. Rồi mấy anh xì đi. Ok các bạn ơi, trong khi chờ đợi gà nó chín thì mình sẽ đâm muối ớt, mình muối ớt chanh nha các bạn, để ta lắc ngay chấm ăn. Ăn chén nước. Các bạn qua coi mình vét nha các bạn, thì giờ nóng quá. Cái này vét gì đi? Hả? Vô ăn hay là mật ong? Vô ăn á. Cái này mật ong ăn sao được. Gà nướng với ớt mình. Gà nướng với ớt á. Anh này là anh chủ kênh Niên Kim TV các bạn ơi. Hello các bạn nha, có gì qua kênh Niên Kim TV ủng hộ mình nha các bạn. Hôm nay tụa xúc tụa view quá. Vậy vô bạn. Các bạn nào có yêu quý hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều á. Cho một like, một subscribe kênh. Cho mình một like và một subscribe. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, giá ủng hộ. Chưa, chín rồi, chút nữa, chút nữa, chín rồi. Chín rồi, sắp chín lại. Thông chưa. Các bạn thông cảm mà nó thơm á. Thơm quá các bạn ơi. Giờ mình cung cho thâu địa chúng các bạn ơi. Tại vì mình ra ngoài ăn thầy cúng kiến cho các bạn ơi. Cúng này. Để làm ơi. Để cái đầu ơi.
có câu cho cụ tài nó thích ăn. Ly nước thay đồ nha các bạn. Chào. Hello. Hello. Các bạn ơi, mình mời cả nhà cùng thưởng thức gà nướng mía ớt nhóm của mình nha. Rồi, rồi các bạn ăn đây. Đặt gà xích lên chút mới thấy. Đó. Đấy các bạn ơi. Rất là ngon luôn nha. Mấy chục người mới cận cảnh mà. À, anh em mấy bạn nha. Mày cái đùi gà nè của người ta. Các bạn. Mà cả nhà cùng thưởng thức gà nướng mía ớt với mình á. Mẹ chấm mía ớt chanh các bạn. Mẹ chấm mía ớt bự á. Chấm mía ớt nè các bạn. Rồi. Ngon ngon các bạn ơi. Ngon quá. Ngon quá. Nó cơ tao lại. Rồi camera bác ăn camera ơi. Vâng, đặt khóc cái. Vô đường nào ta? Vô nhân xích da đi anh mình vô cho. Rồi. Chị mua phải đi nộp chứ. Chào các bạn nha. Trời ơi. Tình ngành quá. Tình nhau. Em mình xin có số 7 thôi các bạn. Mời các bạn nha. Mời các bạn ăn. Ngon. Ngon. Quá nó tươi ngon các bạn. Ngon đứng ngon. Tươi nấc tươi nấc. Cảm giác sao? Cảm giác sao? Cảm giác hơi tay tay mà các bạn. Đặt hạt luôn rồi. Đặt hạt rồi. An cảm giác sao con? Cảm giác hơi nóng nữa các bạn ơi. Hơi nóng ăn đứng ngoài. Thịt ở trong cũng ngon. Mời các bạn nha. Tôi đọc cái gì vậy? Bọt á. Bọt á. Ngon không? Chẳng ngon hả đây. Cái góp rượu ra uống liền ly ấy. Chạm cũng một hai ba vô, ăn mừng mà. Ôi, đó. Nó có từ ly tới ly ngang không, đi dùng cụ mà. Mời các bạn cùng uống một ly nước Linda. Nước bia Linda với mình nha các bạn. Vô 3, 2, 1 vô. Vô. Mình kênh được 1000 sub các bạn. Hôm nay mình làm clip ăn mừng kênh YouTube của mình được 1000 người đăng ký các bạn ơi. Mời mọi người uống nha. Mời tất cả mọi người cùng ăn mừng với mình nha. Vô các bạn nha. Vô. Vẫn nghe mùi cay cay trong tay các bạn. Ngon quá. Ok các bạn ơi, sau 1 phút 30 giây nhóm tụi mình ăn hết á, cần một bộ xương khô nữa các bạn. Đây, một bộ xương các bạn. Cái này lấy cái bọc bợ gì nhà cho con kia các bạn. Lấy luôn về nhà cho chó ăn.
Ok các bạn, clip ăn mừng kênh của mình đạt 1000 subscribe nên hôm nay mình cũng tạm dừng video các bạn. Mình cũng xin phép kết thúc video các bạn. Nếu tất cả mọi người thấy video mình hay thì nhớ cho anh em mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ động lực cho nhóm tụi mình tiến hành làm video tiếp theo các bạn. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của Niên Kim TV nha các bạn. Niên Kim TV. Rồi. Bên Nam mình đẹp phần mô tả các bạn. Rồi ok. Rồi. Ok. Xin hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Rồi. Gà nó cây nó non quá. Mình xua tâm nước sông nha mấy bạn. Giờ coi mình tâm sông à. Sẽ tháo áo. Hả? Tôi nói ăn gà rồi các bạn ơi nên nực quá bạn. Nực quá nên nhảy xuống sông tắm nè. Rồi. Quá. Rồi mình cũng xin phép kết thúc video này các bạn. Bye bye.